Lại nữa, mãn từ tử, có hai Bồ Tát đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát thứ nhất có phương tiện thiện xảo nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát thứ hai không có phương tiện thiện xảo nên chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ nên biết, thà làm Bồ Tát chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà không rơi vào bậc thanh văn hoặc độc giác. Nếu các Bồ Tát mau cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì trong đây nên biết có hai việc xảy ra một là nếu không có phương tiện thiện xảo mà liền chứng thật tế sẽ rơi vào nhị thừa hai là nếu có phương tiện khéo léo mau chứng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề cũng như trong nhà lửa có nhiều châu báu có người muốn vào trong nhà này lấy châu báu bây giờ có hai điều xảy ra đối với người kia một là nếu không có phương tiện khéo léo sẽ chết trong nhà lửa hai là nếu có phương tiện khéo léo thì lấy được vật báu đem ra. Bồ Tát cầu mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng vậy, nên biết trong đây có hai việc xảy ra. Một là nếu không có phương tiện khéo léo, để chứng thật tế rơi vào nhị thừa như bị chết trong nhà lửa. Hai là nếu có phương tiện khéo léo mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng người cầm vật báu đi ra. Vì vậy nên biết thà là Bồ Tát chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không vì cầu mau chứng để khỏi rơi vào nhị thừa bấy giờ mãn từ từ, liền hỏi cụ thọ xá lợi tử màu chứng thật tế chẳng phải là phương tiện thiện, thiện xảo của bồ tát vì sao vì rơi vào nhị thừa chẳng phải là nhân đẳng lưu của phương tiện thiện, thiện xảo mà là quả đẳng lưu của không có phương tiện thiện, thiện xảo nên thối thất sự cầu đại bồ đề vì bồ tát cầu đại bồ đề là ích hữu tình không cầu thật tế nên chứng thật tế thì chẳng phải là quả thiện xảo lại nữa mãn từ tử nếu các bồ tát suy nghĩ tu hành bố thí còn bồ tát khác không hành